Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Kết thúc tập trước, nghe Tần Trần nói muốn mượn dùng vạn thánh tru ma trận, làm cổ hoa mộ có chút sửng sốt, nhất thời không biết nói gì, trên mặt hiện rõ vẻ xấu hổ. Cũng không phải là hắn nhỏ mọn, mà là một cái đại trận đáng sợ như thế, nếu như bị Tần Trần mang đi, đối với khí điện của hắn cũng là một cái tổn thất to lớn. Đứng ở một bên trong thế biểu tình này của cổ hoa mộ, làm mặt uyên bạch có chút không vừa lòng nói ra, cổ điện chủ, nếu như không phải có Tần Thành chủ xuất thủ, thì khí điện hôm nay cũng đã rơi vào trong tay dị ma tộc rồi chẳng lẽ Tần Thành Chủ muốn mượn một cái đại trận cũng không được sao? Với lại lấy nhân phẩm của Tần Thành Chủ cũng chỉ muốn dựa vào đại trận này để đối phó với dị ma tộc thôi. Một khi chém giết xong dị ma tộc sẽ đem đại trận này trả lại cho khí điện. Mặc Uyên Bạch vừa nói dứt lời còn không đợi cho cổ hoa mậu lên tiếng thì Tần Trần đã tươi cười nói ra. Mặc các chủ nói không sai, có lẽ cổ điện chủ còn không biết thiên vũ đại lục hôm nay đã đứng ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà để đối phó với dị ma tộc thì đại trận này chính là một trong những thủ đoạn trọng yếu nhất. Chỉ cần đem dị ma tộc đẩy lui ta nhất định sẽ đem đại trận này trả lại cho khí điện xin cổ điện chủ cứ yên tâm nghe tần trần và mặt uyên bạch nói vậy cổ hoa mậu cũng có chút do dự cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói ra nếu như tần thành chủ có thể mang đi vậy thì cứ xuất thủ là được nói ra lời này bởi vì bản thân hắn còn chưa nghe nói qua có người nào có thể đem thiên trận sơn đại trận mang đi nếu như tần trần có thể làm được điều này chứng tỏ đó là thiên ý như vậy hắn cũng sẽ không ngăn trở về phía tần trần khi nghe cổ hoa mậu nói vậy thì hắn cũng không có khách khí mà trực tiếp xuất thủ ngay dưới con mắt của mọi người từng trần nhanh chóng thôi động thủ quyết từng đạo lực lượng vô hình chậm rãi rót vào bên trong 81 căn trận trụ rồi mạnh mẽ đem những cây trận trụ này rút lên to lớn lực lượng sao động làm toàn bộ thiên trận sơn phát ra ù ù tiếng nổ cuối cùng 81 căn trận trụ đều được nhấc lên cao nở rộ lộng lẫy hào quang chứng kiến một màn này làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không thôi người nào người nấy đều trợn tròn mắt mà nhìn còn chưa biết từng trần làm sao để nhấc được 81 căn trận trụ này ra khỏi sơn phong thì đúng lúc này 81 căn trận trụ chợt lóe quang mang rồi nhất tề biến mất trong hư không hiển nhiên là đã bị tần trần thu vào càng khôn tạo hóa ngọc điệp cổ hoa mộ thấy một màn này thì khóe mắt giật giật bởi vì ngay cả hắn cũng xem không hiểu tần trần làm như thế nào để thu hồi 81 căn trận trụ này cho dù trên người tần trần có chiếc những trữ vật cao cấp nhất thì cũng không thể làm được điều này chứ mặc dù trong lòng nghi hoặc là thế nhưng cổ hoa mộ cũng không có hỏi về chuyện này còn về tần trần thì hắn cũng không ngu gì mà đem chuyện bản thân có một cái tiểu thế giới nói ra sau khi thu được vạn thánh tru ma trận thì hắn cùng mặc uyên bạch ở lại khí điện chốc lát cùng khí điện ký kết thỏa thuận liên minh rồi mới rời khỏi nơi này mà trong khi từng trần rời khỏi khí điện chạy đến thiên lôi thành là lúc vệ thiên ma chủ dẫn theo thuộc hạ của mình tiến đến bắc thiên vực mục đích lần này của hắn là muốn triệu hồi vệ thiên ma kiếm trở về nói qua về thời gian qua của vệ thiên ma chủ một chút sau khi rời khỏi lôi đình chi hải thì hắn đã tìm về một số bí cảnh để hồi sinh lại cho thuộc hạ của mình sau đó phân phó cho mấy người này đi tìm hiểu một số tin tức về các thế lực trên thiên vũ đại lục hiện nay còn bản thân hắn thì cắm đầu vào tu luyện để hồi phục lại thực lực mà ngày hôm nay khi thực lực đã hồi phục lại được bảy tám phần hắn mới quyết định đi ra để thực hiện kế hoạch của mình mà việc đầu tiên hắn muốn làm là triệu hồi thôn vệ ma kiếm quay về hai tay thần tốc kết ấn vệ thiên ma chủ trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết vào trong hư không ngay sau đó tinh huyết này liền phóng lên cao phá toái hư không lao thẳng về một hướng trong hư không vô tận đến cuối cùng thì rơi xuống một tòa thành cổ bên trong bắc thiên vực tòa thành này tên là âm phong thành quanh năm âm phong dày đặc người nào tu luyện ma công ở đây thì tu vi đề thăng cực nhanh vì thế tại vô số năm qua đã tạo thành một tòa ma tu thành ở bên trong thành trì này tuyệt đại đa số võ giả đều là tu luyện ma công đồng thời còn lập ra một cái hoàng cấp thế lực tên là âm ma tông tông môn này tại bắc thiên vực làm sằng làm bậy từng tiêu diệt không ít hoàng cấp thế lực ở xung quanh đã đầu nhập vào chấp pháp điện từ lâu trở thành một cây nanh vút của chấp pháp điện tại bắc thiên vực lúc này võ giả trong âm phong thành vẫn sinh hoạt như thường ngày thì tự nhiên lại có vô số ma khí từ trong lòng đất điên cuồng chảy ra đột nhiên xảy ra chuyện bất thường như thế người đứng đầu âm ma tông tên là âm ma lão quái liền phóng lên bầu trời âm phong thành xem rút cuộc là xảy ra chuyện gì dưới con mắt của hắn nhìn xuống đã thấy âm phong thành bị vô số hắc sắc ma khí bao phủ mà những ma khí này thì vẫn không ngừng tuôn ra từ bên trong lòng đất trong khi còn chưa biết hắc sắc ma khí kia đến cùng là thứ gì thì đúng lúc này một đạo huyết sắc ma quang vừa qua hư không vô tận vọt tới trực tiếp xuyên thấu vào bên dưới lòng đất của âm phong thành theo huyết sắc ma quang này vừa tiến nhập vào bên trong lòng đất thì một khắc sau cả tòa âm phong thành đột nhiên rung động kịch liệt vỡ ra từng cái khe lớn ở trong những khe lớn này lại phun ra vô tận ma khí mang theo lực lượng tà ác mà các võ giả trong âm phong thành chỉ cần tiếp xúc với ma khí này thì lập tức kêu thảm một tiếng cả người biến phải vô cùng xấu xí hai mắt tỏa ra quỷ dị huyết quang hướng những người xung quanh điên cuồng sát lục còn có một vài người ở giữa những tiếng kêu gào thì trực tiếp hóa thành thây khô tinh huyết cùng sinh mệnh lực biến mất hầu như không còn trong lúc nhất thời cả âm phong thành trông giống như cửu u luyện ngục vô số tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời cao toàn bộ âm phong thành cũng chỉ còn lại một số ít người kịp thời lao lên không trung là may mắn còn sống sót thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng bên dưới liền làm cho mấy người này kinh sợ không thôi, cả đám người không tự chủ được mà hít vào một hơi khí lạnh, bọn họ không thể tin được một cái hoàng cấp thế lực chỉ trong nháy mắt đã hôi phi yên diệt. về phía âm ma lão quái, mặc dù không biết âm phong thành đã phát sinh chuyện gì, nhưng chắc hẳn là cùng giọt huyết quan khi trước có liên quan, chẳng lẽ ở dưới lòng đất có ma bảo đang hồi phục? ý nghĩ này vừa hiện lên, làm ánh mắt của âm ma lão quái hiện rõ vẻ tham lam. nếu đúng là như thế, thì toàn bộ bắc thiên vực này cũng chỉ có âm ma lão quái hắn mới có tư cách lấy được. ngay lập tức thân hình hắn liền hướng thẳng mặt đất bị vỡ ra ở bên dưới lao xuống nhưng mà đúng lúc đó một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ liền hiện lên trong đầu óc hắn âm ma lão quái thấy vậy thì vội vàng phóng lên cao bỏ trốn thế nhưng đã muộn trong giây lát một thanh trăm trượng ma kiếm xuyên thấu lòng đất phóng lên cao kinh khủng ma khí sao động bao phủ lấy cả tòa âm phong thành trong nháy mắt đã đem cả tòa thành trì này trấn thành phấn vụn kinh khủng sóng xung kích tràn ra xông qua người âm ma lão quái đem thân thể hắn trấn cho nổ tung mà vài tên cao thủ may mắn chạy thoát khỏi âm phong thành thì đều bị cổ sóng xung kích này quét qua thân thể cũng theo đó mà bị trấn cho vỡ nát tinh huyết và linh hồn đều bị ma kiếm thôn phệ đem sinh linh trong âm phong thành toàn diệt hát sắc ma kiếm quanh quẩn trên không trung một vài vòng sau đó liền hướng chỗ sâu trong hư không lao đi bởi vì tốc độ quá nhanh nên căn bản không có một người nào phát giác ra sự tồn tại của thanh kiếm này cả và không lâu sau đó thanh ma kiếm này cũng lướt đến vị trí của vệ thiên ma chủ đem vệ thiên ma kiếm bắt vào tay cảm nhận được ma khí dũng động trên thân kiếm cùng vô số tiếng kêu rên thảm thiết từ bên trong truyền ra vệ thiên ma chủ đắc ý cười lớn nói không hổ là vệ thiên ma kiếm vài vạn năm thời gian vậy mà một điểm tổn hao cũng không có không những thế lúc trước lại còn thuận tay thôn vệ sinh mệnh của một đám nhân tộc đang đắc ý bỗng nhiên vệ thiên ma chủ như cảm nhận được thứ gì đó làm ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng nhìn về một mảnh hư không ở phía xa kinh sợ nói ra cổ lực lượng này là hỗn độn ma sao làm sao hỗn độn ma sao lại xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ nói kế hoạch năm đó đã được thực hiện rồi sao ý nghĩ này vừa hiện lên vệ thiên ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét nói ra rất tốt hỗn độn ma sao một khi hàng lâm xuống chính là thời điểm mà dị ma tộc ta chiếm lĩnh toàn bộ thiên vũ đại lục này tất cả các ngươi theo bản ma chủ đánh ra lời này vừa được nói ra ở phía sau lưng vệ thiên ma chủ một mảnh không gian tàn phá kịch liệt lay động vô thiên cái địa dị ma tộc cao thủ đều từ không gian tàn phá này lao ra đáng sợ ma khí bốc lên tận trời như là châu chấu một dạng điên cuồng hướng phía cổ đôn hoàng triều ở gần đó lao tới kinh khủng ma khí bao phủ làm bầu trời cổ đôn hoàng triều phản phất từ ban ngày thoáng cái trở thành đêm tối chỉ thấy cuộn cuộn ma khí đánh xuống mà ở bên trong những ma khí này lại dũng động vô số khí tức âm lãnh rồi từng đạo tiếng kêu chói tay cũng theo đó vang lên nhưng loại cổ thân thể này bản tọa muốn một ngày này cổ đôn hoàng triều trực tiếp rơi vào địa ngục từng tên võ giả điên cuồng kêu thảm linh hồn thì bị dị ma tộc thôn vệ, thân thể thì bị đoạt xá vẻn vẹn chỉ nửa canh giờ mà thôi toàn bộ võ vương và võ hoàng đều bị đoạt xá trở thành thân thể của dị ma tộc đoạt xá xong đám võ vương cùng võ hoàng này dị ma tộc điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bắt đầu chém giết ở trong mắt dị ma tộc chỉ có từ võ vương trở lên mới có thể trở thành linh hồn vật dẫn cho chúng giúp bọn chúng hồi phục một chút thực lực còn dưới võ vương thì cũng chỉ là chất dinh dưỡng giúp chúng khôi phục lại thực lực mà thôi một ngày sau toàn bộ cổ đôn hoàng triều không còn một người sống cả tòa thành trì biến thành nhân gian luyện ngục mà tình trạng này cũng tương tự phát sinh tại các hoàng cấp thế lực ở bốn phía xung quanh cổ đôn hoàng triều giờ phút này toàn bộ bắc thiên vực trực tiếp xa vào nguy nan đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau